Cho những người mẫu của chúng tôi một tràng pháo tay, và đặc biệt xin quý vị cho nhà thiết kế Đinh Văn Thơ một tràng pháo tay.
Thưa quý vị, trong một bộ thiết kế rất là tuyệt vời, xin cảm ơn anh Thơ. Và cũng như thường lệ thì nhà thiết kế rất là tài ba, nhưng mà bao giờ đứng trên sân khấu thì không nói một lời nào cả. Thôi thì chắc là để cho những chiếc áo dài của anh thay thế tiếng nói của anh. Một lần nữa xin cảm ơn anh Thơ và xin cảm ơn tất cả các người mẫu xinh đẹp của chúng tôi. Cảm ơn mọi người vừa xem chương trình của Quang Lê. Các bạn thấy hay không? Nếu các bạn thấy hay, các bạn thấy cái nút đó không? Các bạn nhấn vào cái kịch để đăng ký. Đăng ký xong là mỗi tuần Quang Lê sẽ up những cái sản phẩm mới nhé. Cảm ơn các bạn nha. Chia tay mọi người.